Rồi, em xin mến chào quý anh chị nha là em đây thì hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà hôm tay nha quý anh chị đó, gọi là hôm tay của xã phước long thọ huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu đây căn nhà này hôm tay này là có cây cảnh rồi có cái tiểu cảnh rất chi là đẹp quý anh chị ha đó, chỉ dọn vào ở ngay ha mặt tiền đường nhựa thông điện nước đầy đủ nha quý vị thuộc xã Phước Long Thọ huyện đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đối diện là cánh đồng sau lưng là cánh đồng nên là cực kỳ mát mẻ luôn cách quốc lộ 55 khoảng độ tầm đâu đó khoảng độ tầm hơn 300 m của anh chị ha. Hướng này đi thẳng ra quốc lộ 5 này, rồi gặp trung tâm thị trấn đất đỏ đi khoảng độ tầm 500 m là đến nha quý anh chị. Còn hướng ngược lại là đi về đường Nguyễn Huệ ha, rồi cũng thông ra quốc lộ 15 rồi cũng thông ra quốc thông về Lắng Dài Lộc An quý anh chị ha. Đây, đây là cái không gian trong căn nhà của mình, anh chị cũng thấy là nhìn rất chi là đẹp nha quý anh chị. À, cây kiển tiểu cảnh rồi à, hàng rào bằng bằng cây nên là nhìn nhà rất là thiên nhiên à, đẹp quý vị ha à, vào trong thì căn này là à, kiểu hôm tay nên là à, à, chưa có cái 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 cái, cái, à, cái à, trang trí vào đẹp quý vị ha thì nhà này cũng mới xây thôi thì anh chị nào mà có cái à, tìm nó muốn là thích hôm tay nghỉ dưỡng thì chọn căn nhà này ha thì mình về mình mua sắm thêm đồ nha quý chị đó, tại vì chủ là ngày xưa là làm căn này để nghỉ dưỡng nhưng mà hết tiền nên là chỉ có tới đây thôi quý chị ha. thì anh chị nào mà thích căn này thì mình mua về để mình sắm thêm đồ, đạt à, cái vật vật dụng để mà mình à, nghỉ dưỡng như quý chị, hoặc là mình đầu tư thêm vào ha. À, đây là phía sau nè, thì cái này là cái hôm tay nên là à, chủ nhà thiết kế cái kiểu là thông thoáng với vậy ha phía sau cũng cửa rồi phía phía trước cũng cửa luôn đó à, anh chạy thấy không? nhà gió này cực kỳ mát mẻ nha quý anh chị à, đây là phía sau ha à, nhìn ra cũng là cánh đồng lúa quý anh chị ha phía bên cạnh mình là nguyên một cái biệt thự nhà vườn rất chi là lớn nha quý anh chị đó à, ở à, phía sau đây quý anh chị ha ở à, đây là hướng này là đi thẳng này phía trước luôn thì nhà mình là ngang 5m Sâu là 21m Nhưng mà xây khoảng độ tầm 4 mét rưỡi thôi Còn lại là bên hông 50 phân này Để là thông thoáng trước sau quý vị ha Thiết kế rất chi là thông thoáng nha quý vị Anh chị à, cũng thấy là trong nhà không cần bật điện luôn Nhưng mà sáng dăng từ trước ra sau quý vị ha Ở Đây À, thì về mình có thể làm thêm chỗ này là cái bếp ha Xong rồi ngăn cái phòng khách ra phòng bếp cho quý anh chị à, Bên hông có cái cửa này Đi ra phía, phía bên hông ha à, Mà giá là cực kỳ là ưu ái và hữu nghị nha quý anh chị à, Giá chỉ có là 1 tỷ 290 thôi à, 1 tỷ 290 là anh chị sở hữu ngay một căn nhà Cách khu công nghiệp Đắc Đỏ khoảng độ tầm 2 km thôi Cách thị trấn Đắc Đỏ cũng khoảng độ tầm 1 km thôi nha quý chị đó, à, nhà mới xây 100% nhà quý anh chị ha à. À, giá thì siêu ngọt rồi cả đất lẫn nhà à, mà giá chỉ có là một tỷ hai chín mươi nha quý anh chị à, điện nước nhà nước hết quý anh chị ha đồng hồ riêng nước thì cục hết nha quý anh chị à, nên là quý anh chị an tâm ha à, cái này là mình để xe ô tô rồi mình làm nghỉ dưỡng nói chung là À, làm cái gì cũng được quý anh chị ha. Đường này là đường thông nha quý anh chị Đối diện là cánh đồng cực kỳ mát mẻ quý anh chị ha. À, bên này có cái nhà vườn. À, rất là lớn luôn quý vị ha. thì chút nữa em sẽ quay cho quý vị xem. À, đây. À, này, này chị, gió nè. À, gió mát rơi rời luôn quý vị ha. À, gió mát mà nó ôn luôn nha quý anh chị Nhưng mà em 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 tắt âm luôn. À, là quý vị thì biết rồi. À, nên là nghỉ dưỡng ở đây Từ đây anh chị đi biển Phước Hải Thì đâu đó khoảng độ tầm 10 phút thôi nha quý anh chị à, Đi khoảng độ tầm 10 phút là tới biển Phước Hải rồi Rồi cách biển Lộc An cũng khoảng độ tầm 10 phút nha quý anh chị à, Từ đây anh chị đi Hồ Tràm, Hồ Cấp Đi khoảng độ tầm à, 20 đến 25 km ha à, Đây là toàn cảnh cái nhà của mình đây nha quý anh chị à, Bây giờ em sẽ quay ra cái à, biệt thự nhà vườn đây Quý anh chị xem ha thì đi thẳng đường này em nói lại là ra quốc lộ 5 Đi về thị trấn nước đỏ Ra quốc lộ 5 về xuyên mộc Như quý anh chị ha Đây là cái nhà vườn sát bên mình này. Có hai cái quý anh chị ha Quá đẹp luôn Quá đẹp luôn nha quý anh chị Thích hợp anh chị nghỉ dưỡng này. Đầu tư sinh lời ha Nguyên một căn nhà vườn Sổ hồng riêng 80 mét thổ cư À, đây một xã Phước Long Thọ hiện đó tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diện tích là 103,9 m vuông sử dụng riêng đã cỡ 80 à, mà giá chỉ có là 1 tỷ 290 nha quý anh chị à, anh chị nào mà quan tâm sản phẩm này thì liên hệ cho em ha sổ là ra ngày 21 tháng 6 2024 nha quý anh chị sổ này sổ mới rồi không cần cấp đổi nữa quý anh chị ha đây là vị trí chấm đỏ là vị trí của mình còn cái khu vực tròn tròn bằng cờ là khu tái định cư lekima của trung tâm thị trấn đất đỏ nha ha cách quốc lộ 15 khoảng độ tầm 3 đến 400 m thôi nha quý anh chị. À, trung tâm thị trấn Đất Đỏ thì mình cách khoảng độ tầm hai cây thôi. Cách cái khu công nghiệp Đất Đỏ nè là khoảng độ tầm cũng khoảng độ tầm cây số thôi, hơn cây số là đến với nhà ha. Ngay cái ngã tư vàng vàng này là thị trấn Đất Đỏ nha quý anh chị. Này. À.